Nhân xin chào tất cả các anh con thủ đã quay trở lại với video 1401 của shop em nha các anh. Và đây là video buổi tối em có cần câu tay nha. Tiếp tục là combo 6 cây cần. Combo này thì không có nhiều đâu các anh. Em về chỉ được 2-3 combo thôi à. Tại vì cũng ghép nhiều quá các anh. Ghép tận 6 cây giá rẻ để các anh về mình mới tập câu. Hoặc là mình câu cá vặt ở ao nhà này. Thì mình lấy combo này giá rất là hời nha. Và cần câu ISO. Cần ISO này, cần lục với cả cần ISO gần biển nha các anh. Và đặc biệt là một cây cần 3 khúc quen gold rất là đẹp của Daiwa Tournament dòng Procaster ạ. Cái này thì chuyên câu lục bền với lại cả đầu cần nha các anh. Cứng 25 rất là nảy ạ. Và giá bên em báo sẽ chưa có bao gồm phí ship. Phí ship đối với mỗi đơn cần là 40.000 một đơn. Đơn máy câu là 30.000 ạ. Và các anh đặt hàng từ 2 sản phẩm trở lên hoặc thanh toán trước thì bên em sẽ miễn phí ship cho mình nha. Số điện thoại để chốt đơn thì có ghi ở bên góc trái màn hình này là 0982437343 nha các anh. Mình liên hệ số điện thoại em ghi ở bên này chốt đơn giùm em nha. Và đầu tiên thì em sẽ có cái combo mồi mềm nha các anh. Đây là combo mồi mềm để câu lua cá lóc này, cá chẽm rồi leo sột rất là hiệu quả luôn nha các anh. Cái này á, nếu mà các anh muốn câu hiệu quả nhất mình có thể ngâm với lại cám trứng nha. Cám trứng các anh ngâm qua đêm á, rồi móc vào lưỡi câu, câu rất là nhạy, rất là thu hút cá luôn. Này, combo mồi mềm nè các anh. Thì một cái combo này á, là em có tới tận là 40 con luôn nha các anh. 40 con mồi, lộn xộn như này. Combo 40 con mồi. Và chơi đây là chơi mã số 1 nha. Mã số 1 giá 99.000, combo tới tận 40 con này. Combo 40 con mã số 1 ạ, 99.000. Và tiếp theo là mã số 2 nha các anh. Số 2 thì em có cái dòng cước lụa này. Đây là cước của Asso nha. Cước Asso. Nếu mà các anh chưa có câu cước lụa bao giờ, mình thử trải nghiệm cái chất lượng của nó nha các anh. Câu rất là thích luôn. Nó mềm mịn cực kỳ. Chống xoắn này và chống xước dây tốt gấp 20 lần cước thường nha các anh. Chống xoắn rất là tốt ạ. Sợi mịn cực kỳ. Với lại dai nha các anh. Sợi dai lắm. Cái 0.26 này nó là cái đường kính dây nha. Tương đương với size là gần 3 chấm. Tầm 2.5 gần 3 chấm và sức tải cá sẽ là 4.5 kg ạ. 4.5 kg, một cuộn là 600 m dây. Cước lụa nha các anh, cước Asso. Với lại cái dòng này là nó chuyên xuất Âu nha các anh, chuyên xuất Âu rất là nhiều. Một cuộn 600 m và giá chỉ có 190.000 cho cuộn này nha. Giá chỉ 190.000, đây là mã số 1 ạ. Cước lụa nha các anh. Em có 0.26 với lại 0.35, các anh lấy size nào báo em nha. Và tiếp theo là mã số 2 ạ. Số 2 thì em có dòng cước Bassa. Đây là cước hàng đạt tiêu chuẩn để xuất sang châu Âu nha các anh. Hàng đạt tiêu chuẩn xuất sang châu Âu. Cái sợi nè các anh, sợi màu trắng đục như này. Với lại sợi nó dai lắm, dai chịu lực tốt. Size 0.0, đường kính dây là 0.35 thì nó sẽ tương đương với size là size 5 chấm nha các anh. Tương đương với size 5 chấm. Còn sức tải của nó là 12,5 kg nha. Sức tải khá là cao. Sức tải 12,5 kg ạ. À, size 5 chấm cho mình. Một cuộn 150 m dây có giá là 120.000, 120.000 cuộn này nha các anh, mã số 2, 120.000 ạ. Vẫn mua 1 tặng 1 nha. Mã số 2, 120.000. Và tiếp theo mã số 3 sẽ là dòng cước của Shimano nha các anh. Cước Shimano Ultra, hàng nội địa Nhật nha. Hàng made in Japan ạ. Và cái cuộn này của nó là size là gần 4 chấm nha các anh. 0.30 mm này nó là cái đường kính dây nha. Còn cái size là size gần 4 chấm. Và sức tải cá là 18 kg cho mình, 18 lb. 18 lb thì trên dưới 9 kg cá nha các anh. Trên dưới 9 kg. Một cuộn sẽ là 150 m dây. Và cái sợi cước của nó là màu trắng như này nha. Em không có tháo ra tại vì nó vẫn còn nguyên siêu á. Để các anh về khi nào mà mình dùng thì mình hãy tháo ra nha. Đó, chứ em không có đụng chạm qua. Đó, vẫn còn nguyên siêu này. Và cái dòng cước này thì đã xuất sang 6 nước cho nên là các anh cứ yên tâm về chất lượng nha. Đó, cước Shimano nội địa Nhật. Và cuộn này 150 m dây có giá là 99.000. 99.000, đây là mã số 3 nha các anh. Giá là 99.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 4. Số 4 là lưỡi câu đơn đài nha các anh. Lưỡi câu của Gamakatsu, lưỡi đơn đài này, hàng nội địa Nhật ạ. Và kích thước của lưỡi chiều dài là 2 ô ly, còn chiều rộng là 1 ô ly vỡ nha các anh. Đơn đài canh câu cá rô phi này, cá chép, cá giết, cá trôi nha, rất là nhạy cá luôn. Rất nhạy cá nha các anh, cái đầu lưỡi này nó rất là sắc bén nha. Với lại cái đầu lưỡi nó sẽ hơi móc vào bên trong một tí, nên là khi mà chạm cá nó nhạy lắm, giữ cá tốt, hạn chế tình trạng
bị sảy cá này. Và cứ một vỉ như này á là 10 lưỡi. Một vỉ là 10 lưỡi và một combo thì em có là 5 vỉ nha các anh. Một combo 5 vỉ có mã số 4 nha. Mã số 4 99.000. Mã số 4 có giá là 99.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 5. Số 5 là lưỡi câu cá bóng đục nha các anh. Lưỡi câu cá bóng đục khi mà đặt trên vỏ ly á thì cái chiều dài của nó sẽ là gần 2 ô rưỡi ô ly vỏ nha các anh. Mình cứ nhìn trên cái vỏ ô ly á là mình sẽ hình dung rõ nhất cái kích thước thực tế của lưỡi là gần 2 ô rưỡi, còn chiều rộng sẽ là 1 ô ạ. Có ngạnh bên này, có ngạnh cả bên phần thân luôn, có ngạnh đầu lưỡi, có ngạnh ở thân cần, ở thân lưỡi. Lưỡi câu cá bóng đục, câu đầm đìa rồi này. Và một vỉ như này á thì bên trong em sẽ có là 12 lưỡi. Một vỉ 12 lưỡi và một combo là 6 vỉ nha các anh. Một combo 6 vỉ có mã số 5, giá là 99.000, mã số 5 99.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 6 ạ. Số 6 thì em có dòng lưỡi này là chuyên câu cá chim nha các anh. Chuyên câu cá chim tại vì cái thân của nó dài nha, nên là rất là hạn chế cái tình trạng mà bị cá cắn cướp này, cắn thẻo nha các anh. Đặc biệt nhất là cá chim. Nên là mình câu cái lưỡi này thì nó sẽ rất là hiệu quả. Chiều rộng của cái lưỡi là 1 ô nha các anh, còn chiều dài sẽ là 3 ô, rộng 1 ô dài 3 ô ạ. Và có ngạnh ở bên này nha. Có ngạnh bên này, form thẳng đứng luôn này. Cực kỳ nhạy nha các anh, nhạy cá lắm. Tại vì những dòng lưỡi này là khách bên em trải nghiệm rất là nhiều rồi. Hàng chất lượng thì em mới dám bán nha các anh. Và một vỉ thì sẽ có 15 lưỡi bên trong. Một vỉ như này là 15 lưỡi, lưỡi câu cá chim. Combo là 6 vỉ có mã số 6 ạ. Mã số 6 99.000, mã số 6 lưỡi cá chim 99.000. Và tiếp theo số 7. Số 7 sẽ là lưỡi chuyên câu chép dịch vụ nha các anh. Chép dịch vụ 3 đến 6 kg này. 5 6 kg thoải mái vô tư luôn. Thì cái kích thước chiều dài của lưỡi là 2 ô rưỡi, còn chiều rộng sẽ là 1 ô rưỡi ạ. Rộng 1 ô rưỡi, dài 2 ô rưỡi nha các anh. Form lưỡi này có ngạnh nha, với lại thân nó dày lắm, thân dày cực kỳ luôn. Thân rất là dày dặn chắc chắn. Lưỡi này khi mà canh đánh chiếc dịch vụ á, nó không có bị quát lưỡi nha. Tại vì thân dày lắm, là hạn chế tình trạng quát lưỡi với lại sảy cá rất là tốt ạ. Một vỉ thì em có 10 lưỡi ở bên trong và một combo là 6 vỉ. Combo như này 6 vỉ này, nhận hàng cứ kiểm tra nha canh, đúng như trên video mới thanh toán. Mã số 7 giá là 99.000, mã số 7 có giá 99.000 ạ. Tiếp theo mã số 8. Số 8 sẽ là máy câu nha các anh, dòng máy câu Ultra C4000 ạ. Máy này xài thực là 4000 luôn, vừa ngâm nhẹ nè, câu lăn xê lục bền đầu cần. Vô cùng phù hợp ạ. Em test mọi chức năng hoạt động nha các anh. Hoặc là các anh mới tập câu á, mình có thể tham khảo mình trải nghiệm thử những cái dòng máy này. Mới tập câu kéo, đảo chiều tay quay được nha, bên trái bên phải đều được hết. Đảo chiều tay quay trái phải. Xài thực 4000 ạ. 4000 thì đánh đa dạng lắm các anh. Cá 5-6kg vô tư thoải mái. Ultra 4000. Và đây là mã số 8. Mã số 8 có giá là 370.000. Mã máy số 8 giá là 370.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 9. Số 9 thì em có một con máy câu dòng Ruby nha các anh. Ruby size 5000. Máy này size thực của nó là size 5000 luôn nha. Cái phong máy là họ sẽ làm theo những dòng máy đời mới bây giờ, nên là nhìn nó gọn lắm các anh. Nhìn nó nhỏ gọn. Nhờ về cái cối này, là cái độ sâu của cối là nó đựng đủ cước của một con máy size 5000. Là canh cứ yên tâm ạ. Test hoạt động gạt cước này, con lăn cước. Đó, ok, ngon lành hết. Cối sống luôn, cối sống ngon lành. Đảo chiều tay quay, bên trái, bên phải đều được. Máy này mát đờ rắc của nó tới tận 10kg nha canh. Nên là canh cứ yên tâm về lực kéo. Bạch bãi ba tiêu là cân tốt hết nha. Lực kéo tới tận Madarac tới tận 10kg ạ. Ruby 5000, máy câu mã số 9. Mã số 9 và giá máy sẽ là 550.000. Máy câu mã số 9, 550.000 con máy này ạ. Và tiếp theo là mã số 10. Số 10 thì em có một con máy cố nông chuyên câu lục xa bờ hoặc là câu cá tra, câu săn hàng nha các anh. Lục xa bờ thì đánh con này rất là hiệu quả nha. Vì cái vòng tua nó cao, bình thường máy cối nông á, vòng tua nó chỉ tầm 3 chấm mấy thôi các. Nhưng mà vòng tua của máy này là nó tới tận 4.8 này, vòng tua cao. Tốc độ thu dây nó sẽ rất là nhanh. Và cái đường kính của cái gạt cước này, nó cũng to nha. Nên là khi mà canh cứ xoay một vòng vậy là mình sẽ thu được rất là nhiều mét dây, đỡ mỏi tay hơn rất là nhiều.
Đặc biệt thì máy có chế độ xả nhanh luôn. Cối là dạng cối kim loại. Đó, cối sóng này, xoay là có tiếng lưỡi gà luôn nha các anh. Với lại trong cối máy là em đã vào sẵn UBE cho mình nha. Em vào đầy cối luôn, các anh về là mình chỉ việc câu thôi. Vào sẵn UBE đầy cối. Có fan bế động. Máy xoay nhẹ tên, không xào lắc, không mở lòng. Còn đây là hai chiều ạ. Một chiều và hai chiều của máy hoạt động rất là tốt nha các anh. Hoạt động rất là tốt, không lầm lỗi nha. Không lầm lỗi. Và máy câu này có mã số là số 10. Và máy câu số 10 có chế độ xả nhanh, chuyên săn hàng cá 20-30 kg đổ lên nha. Và mã máy câu số 10 giá máy là 1.200.000. Tặng kèm UBE ở trong cối máy này. Tặng kèm cho các anh 1.200.000 con máy này, mã số 10 nha các anh. 1.200.000 miễn phí ship cho mình luôn ạ. Và tiếp theo là mã số 11. 11 thêm có cây cần câu tay của GDUC dòng Superfort. GDUC nha các anh, nó có tem chống hàng giả luôn. Tem chống hàng giả của GDUC ạ. 6m3. Và cây này là cây cuối cùng trong kho này. Hàng cứng 5H cứng chuẩn nha các anh. Về phôi lóng chất lượng thì các anh cứ yên tâm ạ. Chất lượng mình cứ yên tâm nha. Carbon xoắn từ lóng thứ hai. Với lại cần đẹp lắm. Cần đẹp là em xin phép nước nhanh. Tại vì nó cũng không có xay xước gì hết trơn á các anh. Đẹp vô cùng. Mới ken luôn. Ra thì thẳng tóc luôn nè, nảy tốt nha, cực kỳ thẳng. Thẳng với lại độ nảy tốt. Đo cần là 1 ly, còn trọng lượng là 252g. Mã cần câu số 11. Cây GDUC cuối cùng này sẽ có giá là 590.000 nha các anh. 590.000, cần GDUC 6x3 ạ, 590. Và tiếp theo bây giờ em sẽ lên cần nha các anh. Đầu tiên là em có combo 6 cây này. Đấy, lúc sáng em lên là đã chốt một combo rồi. Chiều này là tiếp tục một combo nữa nha các anh. Combo 6 cây này thì chiều dài nó sẽ dao động từ 2m3, 2m4, 2m7 và 3m nha. Thì combo 6 cây size lộn xộn nha các anh. Quan trọng là phôi lóng này không có bị dập gãy nha các anh. Phôi lóng không dập gãy. Cái này các anh về câu cá vặt nè, ao hồ ở nhà mình á là ok nha. Ok luôn. Có nhiều cây đọt là 0.9, có cây là đọt to, đọt tới 1 ly mấy luôn, đọt ly 3 ly 4 nha. À, đọt ly 3 ly 4. Combo 6 cây như này thì giá là 220.000 nha các anh. 220.000, combo 6 cây luôn nha. Đây là mã số 1, 220 ạ. Và tiếp theo là mã số 2. Số 2 là cần tay FIP 3m6 nha các anh. Những cái dòng này là ISO nha, ISO đã hạ xuống cần tay. Và ISO thì các anh cũng biết là phôi nó thứ nhất là phôi dày, với lại đọt nó to lắm các anh. À, giờ hạ xuống cần tay mình đánh trôi chép thoải mái này. Độ cứng là 4H này. Trôi chép thoải mái, nước sơn màu bạc sáng đẹp. Và đọt to, đọt ly 8 nha các anh. Đọt ly 8 à. Và cái này có giá là 180.000 nha. Và 36, 180.000. Tiếp theo mã số 3. Số 3, cái bát này là bát vặn nên là không tháo ra được nha các anh. Mình để yên như này mình câu luôn. Dài 3m6, 4 ngóng. Ngọn đây, ngọn cũng ly 8, ly 9 nha. Ngọn to lắm. Và 4 lóng tất cả ạ. Isofip hạ xuống cần tay. Không có dập gãy lỗi lầm đâu nha các anh. Nhận hàng bao kiểm tra thoải mái. Độ cứng 4H ạ. Chỉ xước xác với lại hao hụt thôi. Cái đó là hàng nhập vải không có tránh khỏi rồi. Còn cần thì quan trọng bây giờ là không có dập gãy gì hết. Mã số 3 nha, 180.000 luôn. Mã số 3, 180.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4. Số 4 thì bây giờ em sẽ qua là cần ISO hạ xuống cần tay. Cũng ISO hạ cần tay luôn, nhưng mà là hàng carbon ạ. Đầu tiên là một cây Suyumi Powerfort nha các anh. Cái này chiều dài thực tế hiện tại của cần là còn 4m nha. Còn 4m, nghĩa là nó mất một cái lóng ngọn nha các anh. À, chiều dài là 4m nè. 4m. Thông số ngọn hiện tại sẽ là ngọn 1.4 ly. Ngọn 1.4 ly và độ cứng là 4H. Về ngoại hình nước sơn, cây này 90%. Rất là ít những cái vết xước luôn. Còn rất là đẹp, màu nước sơn màu bạc ạ. Nước sơn màu bạc, chiều dài 4m nha các. Đọc 1.4 ly và trọng lượng của cần là 132g. Mã số 4 nha. Mã cần số 4, 450.000. 450.000 cây này, mã số 4. Tiếp theo mã số 5 là cây Simat ạ. Simat 5m4 này, độ cứng 2 nha các. Bây giờ hạ xuống cần tay rồi là độ cứng tầm 4H. Chiều dài thực tế hiện tại còn 5m1 ạ. 5m1, 4H nha các. Ra thẳng lắm, mấy cái này giờ là ra thẳng tưng à.
Với lại phôi ISO nó dày nên là các anh đánh trôi chết mình câu dịch vụ á, yên tâm câu, câu kế thoải mái. Thẳng tưng luôn. Giờ là 5m1 nha. Các bạn sẵn tiếp toàn thân, các muốn xem thêm chi tiết cây nào hoặc là video ra cần thì mình cứ liên hệ em nha. Đọt là 2 ly, trọng lượng 283g, mã số 5 ạ. Mã số 5, giá cần là 500.000, mã số 5, 500.000 cây này. Tiếp theo số 6, số 6 thì có một cây Ryobi, Hàn Quốc xuất Nhật nha. Cây này dài 3m3 và là cần tay chở máy nha các anh. Tay chở máy, có điều cái gốc của nó là hơi xước tí, xước thôi, không có vào, không có dập gãy nha các anh. Dập gãy mình ấn nhẹ này là nó đã móp vào liền rồi, không dập gãy đâu ạ. 3m3 Ryobi nha các anh. Ryobi xuất Nhật và thông số ngọn cần sẽ là ngọn 0.7 ly. Ngọn 0.7 ly, tổng cộng là 4 lóng tất cả này. Màu nước sơn là dạng màu bạc như này. Màu bạc với lại màu xanh nha các anh. Bạc với xanh. Cái loại cây 3m3 này nảy cực kỳ luôn. Tính theo độ cứng cần tay á, là nó được 4H nha các anh. Tính là đánh những cái cây cần này rất là dễ câu nha. Rất là dễ câu. Đó. Khi mà lỡ canh gặp mà cá to cỡ chừng 2-3kg thôi. Như cây này câu 2-3kg á, cá khỏe quá canh có thể xả côn cho nó chạy. Thì mình câu chở máy mà, xả côn chạy mệt thì lại xiết côn lôi vào thôi các anh. Nên là yên tâm thoải mái dòng cá nha. Mã số 6 và giá cần là 590.000. Cây này là 700.000 nha các anh, 700.000 nhưng mà đang sale còn 590 nha. Tại vì cái gốc nó hơi xước tí. Mã số 6 ạ. Tiếp theo số 7 là một cây chở máy của Suyumi. Chiều dài thực tế hiện tại là 4m2 nha các anh. Chiều dài thực tế hiện tại 4m2. Nhờ khoen bóp thì vẫn Fuji ngon lành hết nha. Khoen bóp Fuji ngon lành, đò 0.9 ly này. Đò 0.9 ly. Độ mới nước sơn quá ok luôn các anh. Rất là ít xước. Độ cứng nếu mà tính theo cần câu tay là cũng 4H luôn nha. Để cho các anh dễ hình dung ạ. Tính theo cần câu tay là cũng 4H luôn cho mình. Đò 0.9. Hãng Suyumi nha, dòng Kurodai, Suyumi Kurodai và trọng lượng cần là 130g. Mã số 7, cây này có mã số 7 và giá cần sẽ là 500.000. Mã cần câu số 7 có giá là 500.000 ạ. Và tiếp theo mã số 8 thì em sẽ lên cho các anh một cây cần câu tay bản cứng đều Nhật bãi về nha các anh, dài 5m4, hàng cứng đều này. Đọt cần sẽ là đọt 0.8 ly ạ. Đò 0.8. Cây này thì độ cứng của nó là 4H nha các anh. Ra thẳng lắm, thẳng tưng à. Lóng ngọn với lóng thứ hai sẽ là màu đen, bắt đầu tới lóng thứ ba là màu đỏ này. À, tới lóng thứ ba sẽ là màu đỏ cho mình. 6 lóng nha các anh, 6 lóng tất cả. Dài 5m4. Cây này là nó là bản vừa cứng luôn rồi các anh, 4 cho đến 5H luôn nha, nảy mỗi lóng ngọn thôi. Nảy mỗi lóng ngọn. À, nếu mà các anh không thích mềm quá là mình câu cây này ok này, dễ ra mồi. Không có bị quá võng cái ngọn cần. Chiều dài cần 5m4 ạ, hàng carbon nha các anh. Carbon 5m4 và thông số ngọn 0.8, trọng lượng là 187g, mã số 8. Giá cần sẽ là 680.000 nha. Mã số 8 giá 680.000 ạ. Và tiếp theo mã số 9. Cần câu lục nè các anh. Cần câu lục của Simat dài 3m9, độ cứng 30. Bass Fuji FF7 dạng bass gập của Tactic Enjoy ạ. Tactic Enjoy. 3m9 dạng cần rút và cứng cao nè các anh, cứng xế. Chinh chiến nè, chinh chiến rất là nhiều nha, chứng tỏ là phôi cây này quá dày, quá ok các anh, phôi bền. Chỉ xứ thôi chứ phôi là không có hề hấn gì luôn nha. Với lại mấy cây này về là câu nó sát cá lắm anh, sát cá cực kỳ. Khoen bóp Fuji ngon lành. Thông số ngọn 2.9, độ cứng xế. Trọng lượng 427g nha. 427g, hơi xước xác tí để canh 590 nha. Để 590. Bình thường hàng CX này em bán 7-800 nha các anh. 7-800 cây này, nhưng mà hơi xước để canh 590. Mình câu trải nghiệm này. 3m9 cứng 30 ạ. Mã số 9. Tiếp theo số 10. Số 10 là một cây casting nha các anh. Casting 3m9, khoen bóp cũng là Fuji luôn. Khoen bóp cũng là Fuji, carbon xoắn. Cả 4 lóng nha. 3 lóng này là đen trơn này. Có lóng này hơi xước tí, mà xước dạng xước dăm thôi. Trên mặt nước sơn thôi. Phôi lóng là còn ngon lành hết. 3m9, carbon rod, độ cứng DX ạ.
Giang khuyên toàn bộ Fuji lọ xứ xám, khuyên bác Fuji thông số ngọn 2 ly 3, trọng lượng là 350g. Cái này mã số 10 nha các. Mã 10 và giá còn là 690, đang sale còn 590.000 nha. Mã số 10 đang sale còn 590.000. Tiếp theo mã 11 là cây ISO khuyên bé của Daiwa, Daiwa Strip Carbon, dài 6m3, độ cứng 2, 7 lóng và thu gọn của cần là 1m1 ạ. ISO Carbon, hàng khuyên nhỏ. Cái này nếu mà hạ tay cũng được 4H nha các. Nếu mà hạ tay cũng được 4H. Cứng 2 thì cần nó ra thẳng rồi, các anh yên tâm không võng đâu nha. Hạ tay 4H cho mình ạ. Xoắn tiếp toàn thân luôn nè. Và cần này thì có tổng cộng là 7 lóng tất cả. 7 lóng, thông số ngọn sẽ là ngọn 1 ly 5 nha. Trọng lượng là 538g. Ngọn 1 ly 5, 538g, khuyên bác Fuji. Và mã cần câu số 11, giá cần sẽ là 790.000. Mã cần số 11 có giá là 790.000 của hãng Daiwa. Tiếp theo mã số 12 là một cây Thunderbird nha các. Thunderbird, và cây này là của Olympic, hàng là xuất xứ tại Nhật luôn nha. Sản xuất là tại nội địa Nhật luôn, có mã có và có tem vàng. Bát nãy 6, bát Fuji bát đọc ạ. Cây này cũng chinh chiến khá nhiều các. Là chứng tỏ là phô còn quá ok, còn rất là tốt luôn. Còn ISO nội địa nè, chuyên câu ghềm, ghềm biển hoặc là căng câu cầu cảng này, câu đơn, câu đơn, câu ghềm biển. Hoặc không thích câu cần cần máy nữa thì mình có thể hạ xuống cần tay, mình câu đơn đài nha các anh. Hạ xuống cần tay câu đơn đài. Tổng cộng là 8 cái khuyên chạy tất cả ISO nội địa Nhật, chỉ hơi xước thôi, riêng nguyên bản từ đầu alo xuống tới dàn khuyên luôn, toàn bộ Fuji lọ xứ xích hết. Tổng cộng là 8 cái khuyên chạy Thunderbird nha các anh. Và cái này thông số của ngọn cần là ngọn 1 ly nha. Còn 1 ly trọng lượng là 215g ạ. Và mã cần câu số 12, mã 12 có giá là 1.850.000, 5m cứng 1.5. Mã 12 1850. Tiếp theo mã số 13 là một cây 4m4 độ cứng 5 nha các anh. Đây là cây cần Alpha Taker Top Fighter. Cần khuyên lớn nha, khuyên lớn. Ngâm lăng xê với lại câu sông hồ này. Ngâm lăng xê sông hồ là mình câu lục bền đầu cần luôn nha các anh. Nói chung là câu hiệu quả lắm. Đề ba đẹp, quá đẹp luôn. Đề ba là dạng khuyên chân ca Fuji xứ xích, còn lại là khuyên Fuji xứ đen. Độ mới nước sơn nói chung là ổn định lắm nha các anh. Đọt 2.1 ly nè. Đọt 2.1 ly và còn có tổng cộng 5 lóng. 5 lóng với lại 3 cái khuyên chạy. 5 lóng và 3 khuyên chạy nha. Cứng 5, hạ tay là phải 5-6H cái này ạ. Nếu mà canh hạ tay tầm 5-6H cho mình. Alpha Taker cần ISO Carbon khuyên lớn 4m4, độ cứng 5 nha. Đọt 2 ly 1, trọng lượng còn là 310g. Và cây này có mã số 13, giá là 1.350.000. 1.350 cây này ạ, mã số 13 nha. Tiếp theo 14. 14 là cây ISO câu gần biển nè canh. Gần biển hoặc là canh đi tàu đi thuyền á, mình có thể gắn trên mạng tàu thuyền nè. Nó có cái chỗ này canh gắn lên rồi mình siết ốc lại. Của NFT nha, NFT Power Lock phôi xoắn vân, chiều dài 5m4, 5 lóng, cứng mờ. Nếu mà tính theo cần ISO mà khuyên bé á các, tính theo ISO khuyên bé thì cây này độ cứng của nó tầm cứng 5 nha. Cái tầm cứng 5. Có khóa trong, có một cái khóa ngoài nữa. Đó, nên là rất là an toàn cái bộ khuyên này. Khuyên thì toàn bộ là khuyên xứ câu biển hết nha. Khuyên Fuji lọ xứ xích hết nha. Chân khuyên là chân câu biển hết nè. Fuji xứ xích. Con có tổng cộng là 8 cái khuyên chạy ạ. Và lóng nào cũng là phô carbon xoắn vân hết. Xoắn vân từ ngọn luôn. Có định vị từng lóng ISO biển nha. Định vị từng lóng đầy đủ. Khuyên Fuji xứ xích. Và đọt của con này nó là đọt 1 ly 6 nha các. Đọt 1.6 ly. Là 1.6 ly. Trọng lượng của cây cần là 358g nha. ISO NFT 5m4 ạ.
Và cái này có mã số 14 nha các. Mã 14 giá là 1.850.000 cái này, NFT ạ. À? NFT mã số 14 giá 1.850.000. Và tiếp theo là mã số 15. Cái còn 3 khúc nè các. 3 khúc dòng mà Daiwa Procaster Tournament dài 4m, cứng 25, lục bền với cả đầu cần rất là nảy luôn các. Cứng 25 nha. 25. Dàn khoen toàn bộ là Fuji loại xứ xích, chân khoen chân gold, dàn khoen 3 chân ạ. Và bass sẽ là Fuji FF7 bass lập nha các. Còn Daiwa Tournament còn câu lục 3 khúc. Còn lục 3 khúc của hãng Daiwa. Cái này thì nó sẽ sử dụng công nghệ là Amorphous Whisker nha các. Amorphous Whisker với lại cần về là có một cái túi nguyên zin luôn. Có một cái túi zin đi kèm. Thông số ngọn 2.8, trọng lượng là 364g nha các. Chuyên lục bền với đầu cần, đánh cảm giác có độ nảy tốt nha. Và còn có túi zin đi kèm luôn, mã số 15, giá là 3.400.000. 3.400.000 cây còn câu mã số 15 ạ. Và tiếp theo mã 16, còn 2 khúc NFT dài 1.8. Độ cứng cái này nó là độ cứng tầm 30 nha các. Độ cứng tầm 30. Bát này các, bát Fuji, bát vặn, cán tay cầm thì cán quấn chỉ dài luôn. Và bên dưới này cán gỗ ạ. Dài 1.8, độ cứng 30, toàn bộ khuyên Fuji xứ xám có phát quang. Đọt 2.2, trọng lượng 211g, mã 16 và giá của cần này là 450.000. Hàng carbon, mã 16, 450.000. Tiếp theo mã số 17 là cây Suyumi nha các, 1.8. Suyumi 1.8 và cây này độ cứng của nó là hình như hơn 100 á các, hình như 130 á. Thông số trên cần là 130. Và ngọn này là ngọn đặc thép này. Suyumi 1.8, ngọn đặc thép chịu lực tốt ạ. Toàn bộ khuyên sẽ là Fuji loại xứ sáng cho mình. Có Fuji bắt bạn luôn, cán tay cầm, cán mút. Dưới này cán máy chèo dài nha. Cán máy chèo dài. Thông số ngọt 3.5, trọng lượng 385g. Và mã cần câu số 17. Mã 17 cây này trên giá là 700.000 nha. 700.000 ngay cần câu mã số 17 ạ. Và tiếp theo mã 18. 18 là cần câu 2 khúc 2.4, độ cứng 50 của Vortex nha các. Vortex này là Korea xuất Nhật nha. Khoen Fuji xứ đen này. Khoen Fuji, boss cũng là Fuji luôn. Cán tay cầm, cán mút ạ. Ngọn 2.7, trọng lượng 242g. Mã số 18, có giá 550.000. 2 khúc, hàng carbon, 2.4, độ cứng 50, 550.000. Tiếp theo 19, cây còn câu dít cắm gốc nha canh. Dít cắm gốc và cây này là của Hàn Quốc xuất Nhật này. Chiều dài 1.6. 1.6, dạ cần câu dít cắm gốc. Cái phần gốc cần này nó dài khoảng tầm 35 mà các. À không, khoảng tầm 35, tầm 32, 33 ạ. Tầm 32, 33, bát Fuji. Còn khuyên cũng toàn bộ là Fuji xứ đen, dạ khuyên chân cầu hết. Đọt nguyên zin luôn nha. Còn nguyên zin không có nào thì không có lỗi lầm ạ. Này đọt to này. Câu biển, câu săn hàng. Đọt cần là 4.1 ly nha các. Và 4.1 ly, chịu lực cực kỳ tốt luôn đây ạ. Khuyên trên cầu toàn bộ hết. Khuyên này các anh câu biển á, nó chịu lực tốt lắm nha. Tải cao. Dạng cần cắm gốc nè. Và cái này trên mã số 19. Mã 19 giá là 990.000. 990.000 cái này, mã 19 nha. Tiếp theo số 20. 20 là cây NGK nha các. NGK 1.6, độ cứng 200 ạ. Cây này cứng 200. Nghĩa cây vừa rồi chắc là tầm hơn 200 á các. Cây vừa rồi tầm 220. Cây vừa rồi đọt tới 4.1 ly, còn cây này đọt 3.9 ly à. Là 3.9 ly. Boss Fuji bát vặn này, cũng là cắm gốc luôn của NGK nha. Cái này cũng khuyên chân cầu luôn, khuyên quỳ. Đó. Và khuyên Fuji loại xứ xám ở bên trong. Đọt 3.9 ly, trọng lượng 588g, mã số 20. Cái này mã số 20, có giá là 1.250.000, 1.250.000, mã số 20 ạ. Tiếp theo mã 21, cần 2 khúc 2.4, độ cứng 100 ạ. 2.4 cứng 100 và cái này hàng China xuất thị trường Nhật, cũng chuyên câu săn hàng nè các anh. Câu biển câu đáy nha. Câu biển câu đáy, đi tàu đi thuyền á, canh dùng cây này khá là ok, hợp lý. Cán tay cầm, cán mút ạ. Có cái buộc dây bảo hiểm ở đây. 2.4 độ cứng 100, đọt 4.8 ly, trọng lượng là 351g.
Và cái này cho mã số 21 có giá là 720.000, mã 21 720.000 ạ. Và cuối cùng kết thúc video hôm nay là mã 22. Một cây 2 khúc Secret dài 2m4, hàng phíp tuyển nha các anh. Phíp tuyển mới keng luôn. Cây này là nó không có lấy một vết xước luôn nha, nên là nhận hàng á, canh được kiểm tra thoải mái này. Đúng như trên video thì mình mới thanh toán nha, không có lấy một vết xước luôn. Secret 2m4 ạ. Bass Fuji FS7. Cán tay cầm, quấn chỉ dài này. Cây này cứng tới tận là 80. 80 đến 100 là nó cứng, 90 lần canh. Cứng 90, câu biển, câu ngâm, lan xê, sông hồ là vô tư hết. Tiếp tuyển cho mình ạ. 2m4 đọt 2 ly 2, trọng lượng 360g. Mã cuối cùng, mã số 22, có giá là 450.000. 450.000 cây này, mã 22 nha. Và em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em nha. Em chào tạm biệt các anh ạ.